Chào các bạn đã đến với bộ môn công nghệ 7. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chương 2, quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, với chủ đề nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi. Chủ đề nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi sẽ bao gồm 3 bài. Bài 44, chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi. Bài 45, nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi. Bài 46, phòng trị bệnh cho vật nuôi. Tiết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung bài 44, chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi. Trong bài học này, các bạn sẽ biết được vai trò của chuồng nuôi và vệ sinh bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Chúng ta cùng vào tìm hiểu một la mã chuồng nuôi, một nhỏ tầm quan trọng của chuồng nuôi. Theo em, chuồng nuôi là gì? Chuồng nuôi có cần thiết đối với vật nuôi hay không? Chào mừng các bạn đến với trang trại nuôi gà tự động của công ty Trứng Sạch Ba Huân. Tại trang trại, thức ăn được đưa vào bồn trộn thức ăn thông qua ống dẫn thức ăn. Khi đến giờ cho gà ăn, thức ăn sẽ được tự động đổ vào máng. Trang trại có hệ thống bơm nước uống tự động cho vật nuôi. Khi gà đẻ trứng, trứng sẽ được theo băng truyền đẩy ra ngoài khu thu hoạch. Tại khu thu hoạch sẽ tiến hành kiểm tra, khử trùng và đóng gói. Ngoài ra, trang trại còn có hệ thống làm mát tự động, giúp cho gà được thoải mái. Trang trại với quy mô 1 triệu con gà, sản lượng trứng là 700.000 trứng cho một ngày. Tất cả các công đoạn đều được các chuyên gia giám sát kiểm tra. Và đây được coi là trang trại nuôi gà hiện đại nhất Việt Nam, đảm bảo sản phẩm đưa ra thị trường với chất lượng tốt nhất, đảm bảo không ô nhiễm môi trường. Đối với chất thải của vật nuôi còn được thu gom để làm phân bón. Chuồng nuôi là nhà ở của vật nuôi. Chuồng nuôi phù hợp sẽ bảo vệ sức khỏe vật nuôi, góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi. Chuồng nuôi giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết, tạo ra một tiểu khí hậu thích hợp cho vật nuôi. Chuồng nuôi giúp vật nuôi hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh như là vi trùng, ký sinh trùng gây bệnh. Chuồng nuôi giúp cho quy trình chăn nuôi trở nên khoa học hơn. Ngoài ra, chuồng nuôi còn quản lý tốt đàn vật nuôi, thu được chất thải làm phân bón, tránh gây ô nhiễm môi trường. Chuồng nuôi còn góp phần làm nâng cao năng suất chăn nuôi. Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải đảm bảo 5 yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là nhiệt độ. Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng đồng hóa thức ăn, nước uống, sử dụng và sản sinh năng lượng. Nhiệt độ có ảnh hưởng đến tần số hô hấp. Khi thời tiết lạnh, tần số hô hấp giảm nhưng nhịp thở lại sâu. Khi nhiệt độ tăng càng cao, sự sản sinh nhiệt của cơ thể giảm thì nhu cầu thức ăn càng giảm. Khi nhiệt độ thích hợp thì nhu cầu thức ăn sẽ tăng lên. Yếu tố thứ hai đó là độ ẩm. Độ ẩm và nhiệt độ có mối quan hệ với nhau. Độ ẩm cao gây trở ngại cho sự khuếch tán hơi nước trên bề mặt da và ảnh hưởng đến chức năng hô hấp của vật nuôi. Độ ẩm cao còn làm cho vật nuôi tốn nhiều năng lượng. Vật nuôi ăn nhiều thức ăn nhưng sức chống đỡ với ngoại cảnh lại giảm. Độ ẩm thấp làm tiêu hao nước của cơ thể, gây trở ngại cho sự trao đổi chất của cơ thể, dễ phát sinh các bệnh về đường hô hấp, vật nuôi chậm lớn. Độ ẩm thích hợp cho nhiều loại vật nuôi là từ 60-75%. Yếu tố thứ ba đó là độ thông thoáng. Độ thông thoáng có tác dụng điều hòa nhiệt độ và độ ẩm ở trong chuồng, nhất là về mùa hè.
Độ thông thoáng ảnh hưởng đến sự khuếch tán nhiệt và hơi nước trên bề mặt da vật nuôi. Nếu lông và da của vật nuôi luôn khô ráo, chứng tỏ độ thông thoáng ở trong chuồng nuôi là thích hợp. Độ thông thoáng còn làm giảm lượng khí độc ở trong chuồng như khí amoniac và khí hydrosulfur. Đây là yếu tố thứ tư quyết định chuồng nuôi hợp vệ sinh. Yếu tố thứ năm đó là ánh sáng. Mọi vật nuôi đều cần ánh sáng. Dưới tác động của tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời, vitamin D được tạo ra trên da vật nuôi. Ánh sáng có thể tiêu diệt được vi khuẩn gây bệnh trong chuồng nuôi. Khi ánh sáng ở mức vừa phải, còn kích thích sự trao đổi chất của vật nuôi, làm vật nuôi tăng cường đồng hóa thức ăn, tuần hoàn máu và hô hấp cũng tăng. Năm yếu tố cấu thành chuồng nuôi hợp vệ sinh đó là nhiệt độ thích hợp, độ ẩm, độ thông thoáng, không khí trong chuồng và độ chiếu sáng có mối quan hệ khăng khít với nhau, đặc biệt là nhiệt độ, độ ẩm và độ thông thoáng. Nuôi nước ta có những phát triển vượt bậc, nhất là ngành chăn nuôi gia cầm. Nhiều hộ chăn nuôi chưa... Các bạn vừa xem đoạn phim hướng dẫn chúng ta cách thiết kế xây dựng chuồng nuôi hợp vệ sinh. Khi xây dựng chuồng nuôi, chúng ta cần thực hiện đúng các kỹ thuật về chọn địa điểm, hướng chuồng, nền chuồng, tường bao, mái che và cách bố trí các thiết bị khác như máng ăn, máng uống ở trong chuồng nuôi. Sau đây, cô xin giới thiệu với các bạn một số loại mái che. Các bạn có thể sử dụng nhiều chất liệu để làm mái che cho chuồng nuôi. Chúng ta có thể sử dụng là mái ngói, mái lá hoặc là mái tôn. Một số loại tường bao chuồng nuôi. Tường bao chuồng nuôi chúng ta có thể làm bằng nhiều chất liệu khác nhau tùy vào điều kiện của mỗi địa phương và quy mô chúng ta sản xuất. Tường bao chuồng nuôi có thể làm bằng cách thanh trắng bằng kim loại hoặc thanh trắng bằng gỗ hoặc các chất liệu khác. Các bạn cùng theo dõi hai hình dưới đây về cách bố trí hướng chuồng. Ở hình A, chuồng A hướng hướng gió đông bắc với đặc điểm là lạnh. Chuồng B hướng hướng gió đông nam với đặc điểm là mát. Theo các bạn, chúng ta sẽ xây dựng chuồng nuôi theo hướng nào và tại sao? Ở hình A, các bạn nhận thấy chuồng nuôi nhận gió đông bắc với đặc điểm là lạnh sẽ có hại cho sức khỏe đàn vật nuôi. Còn hình B, vật nuôi nhận hướng gió đông nam với đặc điểm là mát sẽ có lợi cho sức khỏe đàn vật nuôi. Vì vậy, khi xây dựng chuồng nuôi, chúng ta sẽ chọn chuồng nuôi theo hướng nam hoặc là đông nam. Để có độ chiếu sáng phù hợp cho từng loại vật nuôi, khi xây dựng chuồng nuôi, chúng ta có thể xây dựng kiểu chuồng 1 dãy hoặc là kiểu chuồng 2 dãy. Thưa quý vị, thưa bà con, tôi đang có mặt tại trang trại nuôi gà tỉnh Tây Ninh. Và để vào được bên trong trang trại này thì tôi phải mang bộ đồ bảo hộ lao động như thế này. Vậy là xong rồi. Anh ơi, như thế này thì em đã được vào bên trong chưa ạ? Cái này là chưa, từ từ nữa. Thế này mà vẫn chưa được ạ? Chưa, chúng ta còn một không nữa. Đó là chúng ta phải thay dép trước khi vào trại và đạp chân vô cái nước diệt khuẩn. Đây là nước diệt khuẩn. Thay vì thường trước đây là cái khay này khay vôi, nhưng mà bây giờ anh thay bằng cái nước diệt khuẩn. Lý do vôi thì em đạp á, nó sẽ không có ngấm được vào những cái khe, những cái gai ở trong dép. Còn khi chúng ta dùng nước diệt khuẩn thì chúng ta chỉ cần để chân như thế này thì nước diệt khuẩn sẽ thấm hết vào những cái ngóc ngách của cái đế giày, đế dép. Đây là một cái tiêu chí hết sức quan trọng trong cái việc mà phòng vệ sinh dịch bệnh. Thay vì được thả ra khu vườn rộng thì sáng nay đàn gà chỉ được chơi trong khu sân cát như thế này. Lý do là tối qua một trận mưa to đã trút xuống đây. Theo anh Cường, khu vườn ẩm ướt sẽ tiềm ẩn nhiều mầm bệnh, do đó thả gà ra là điều không nên. Khi trời mưa trời gió thì con gà nó sẽ không ra được sân chơi, tại vì sân chơi nó dễ bị đọng nước, thì chúng ta nhốt lại ở trong chuồng với sân cát.
thì sân cát nó sẽ không bị đọng nước. Đặc trưng của con gà thả vườn là nó thích bới cát, tắm cát và ăn cát, ăn sỏi của cát. Để chống nóng cho đàn gà khi chơi ở sân cát, phía bên trên anh Cường bố trí một lớp lưới lam che kín. Phần cát ở đây cũng thường xuyên được bổ sung mới và vệ sinh sạch sẽ. Sau một lứa thì chúng ta lấy cái lớp cát dừa ở trên mặt chúng ta đổ ra ngoài, rồi chúng ta bổ sung thêm cát sạch vào. Còn trong quá trình gà nó ra nó ăn cát nó bới thì chúng ta sẽ quét dọn ở trên sân cát. Ngoài vùng sân cát, những ngày trời mưa ẩm ướt, đàn gà chủ yếu vận động trong khu chuồng này. Thưa quý vị, thưa bà con, tại trang trại này thì gà được nuôi với mật độ tối đa là 10 con trên 1m2. Và để đàn gà có thể sinh trưởng và phát triển tốt trong một cái điều kiện mật độ nuôi lớn như vậy thì chủ nhân của trang trại đã thiết kế những cái giàn để cho đàn gà đậu như thế này. Có tới 10 chiếc giá gỗ 5 tầng được bố trí khắp khu chuồng 5.000m2 như thế này. Đây là cách anh Cường tận dụng diện tích để tăng số gà thả nuôi. Cái giàn đậu này có tác dụng thứ nhất là nó làm tăng cái diện tích nền chuồng lên. Như gà nó có thể là bay đậu trên này, trên này là cái diện tích nó thông thoáng hơn. Thứ hai, khi con gà nó nằm trên giàn đậu thì cái lông ngực của nó không bị hư. Đương nhiên, việc bố trí những giàn đậu này không phải là phương pháp duy nhất để đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển tốt cho đàn gà, nhất là trong việc phòng ngừa dịch bệnh. Theo anh Cường, điều quan trọng nhất đối với gà nuôi bán chăn thả đó là hệ thống chuồng trại. Tại đây, lưới B40 sẽ được thay thế cho tường bao xung quanh chuồng. Thì đặc trưng ở miền Nam đó là cái khí hậu nó nóng nhưng mà nó giải đều quanh năm. Cho nên khi xây tường như vậy thì nó không có cái mang tính chất là cơ động. Thì ở đây là dùng cái hệ thống bạt. Thì đặc trưng của con gà là nó phải đảm bảo là nhiệt độ nhưng mà nó là thông thoáng. Đây chính là lớp bạt tre mà anh Cường vừa nói. Chúng luôn được kéo thoáng lên như thế này. Chỉ trong giai đoạn gà nuôi úm hoặc thời tiết chuyển mưa, chúng mới được kéo xuống. Đó là lý do trong toàn bộ diện tích chuồng nuôi, chúng ta không tìm thấy chiếc quạt thông gió nào. Vậy đây là thiết bị gì? Ở một số trại em đến tham quan thì em thấy là xung quanh góc chuồng thì thường lắp là các quạt thông gió. Nhưng ở đây thấy là cái quạt đấy nó lại nằm ở trên này đúng không ạ? Ở đây là em ơi, không phải là cái quạt thông gió mà đây là quả cầu hút gió. Thì nếu mà quạt thì chúng ta phải gắn hệ thống điện để nó chạy. Còn đây quả cầu hút gió thì thứ nhất là có gió nó chạy thì nó sẽ rút được cái hơi độc ở trong chuồng ra ngoài. Nhờ việc tạo chuồng nuôi thông thoáng nên khí độc trong chuồng luôn được giảm ở mức tối thiểu. Môi trường chăn nuôi cũng thường xuyên được phun khử trùng, khử mùi để hạn chế tối đa mầm bệnh. Nên chuồng được trải một lớp đệm lót sinh học để phân giải các chất thải chăn nuôi. Là phân gần như nó không còn đóng cục nữa, nó tơi ra. Cái hàm lượng amoniac hay là những cái khí độc khác đó, nó sẽ được hạn chế, thì làm cho sức khỏe con gà tốt hơn. Và thứ hai là khi mà làm đệm lót sinh học này á, thì chúng ta không phải dọn chuồng thường xuyên. Có nghĩa là từ lúc thả gà đến lúc xuất gà xong rồi chúng ta mới dọn cái chất độn chuồng một lần. Để đàn gà được bảo hộ một cách tốt nhất, anh Cường luôn chú trọng đến quy trình phòng bệnh bằng vaccine. Mặt khác, nước uống của đàn gà luôn được bổ sung định kỳ các chế phẩm vi sinh và kháng sinh phòng bệnh từ thảo dược như thế này. Việc cho gà uống nước và uống thuốc cũng đơn giản và dễ dàng hơn nhờ vào hệ thống vòi uống tự động. Theo anh Cường, hệ thống này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình chăm sóc gà, liều lượng men tiêu hóa hay thuốc thảo dược được bổ sung đúng tỷ lệ hơn. Mặt khác, gà uống nước bằng vòi tự động sẽ giảm thiểu lượng nước bắn ra nền chuồng gây ẩm ướt. Cái hệ thống mà lấy nước uống thủ công thì nó rất là tốn là công sức. Cái thứ hai là bản tính của con gà thả vườn đó là nó nghịch. Cho nên là nó sẽ hay là bay đậu, nó nhảy lên, nó xúc đường ống, nó chảy nước ra chuồng. Dẫn đến là nó làm mất vệ sinh của cái chuồng nuôi. Khi uống bằng cái hệ thống nước tự động này thì chúng ta có thể chủ động một cái lượng nước cũng giống như là cái thời gian uống của con gà. Việc thiết kế xây dựng chuồng nuôi, đảm bảo các tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh, góp phần không nhỏ cho việc vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi. Chúng ta cùng vào hai la mã vệ sinh phòng bệnh.
sinh phòng bệnh. Vệ sinh phòng bệnh là chúng ta sẽ làm các biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc để con vật trở nên khỏe mạnh, khả năng đề kháng chống bệnh tốt, vệ sinh, cắt đứt các nguồn bệnh và các đường lây bệnh cho vật nuôi. Như vậy, tầm quan trọng của chuồng nuôi trong chăn nuôi là phòng ngừa dịch bệnh xảy ra, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất chăn nuôi. Phương châm của vệ sinh trong chăn nuôi đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thế các em, tại sao phòng bệnh lại hơn chữa bệnh? Nếu vật nuôi đã bị bệnh, sẽ tốn tiền thuốc chữa bệnh, vật nuôi sút cân, giảm sức khỏe, thậm chí có thể bị chết. Nếu phòng bệnh tốt, vật nuôi sẽ không bị ốm, chúng ta sẽ không phải tốn kém chi phí, công sức để chữa bệnh. Vậy, việc phòng bệnh sẽ có lợi hơn là chữa bệnh. Để phòng bệnh cho vật nuôi, người chăn nuôi cần phải làm gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần 2 nhé! Để phòng bệnh cho vật nuôi, chúng ta cần phải vệ sinh môi trường sống cho vật nuôi và vệ sinh thân thể cho vật nuôi. Vậy, vệ sinh môi trường sống và vệ sinh thân thể cho vật nuôi được tiến hành như thế nào? Chúng ta cùng quan sát các hình ảnh sau. Vệ sinh chuồng trại. Chuồng trại chăn nuôi phải luôn đảm bảo sạch sẽ, mùa đông ấm, mùa hạ mát. Vệ sinh vật dụng, thức ăn, nước uống cho vật nuôi. Tắm trại cho vật nuôi thường xuyên. Cho vật nuôi tắm nắng và vận động hợp lý. Như vậy, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi được tóm tắt theo sơ đồ sau. Vệ sinh phòng bệnh bao gồm vệ sinh môi trường sống và vệ sinh thân thể cho vật nuôi. Vệ sinh môi trường sống bao gồm vệ sinh vật dụng, vệ sinh nước uống, vệ sinh chuồng trại, vệ sinh thức ăn. Vệ sinh thân thể cho vật nuôi bao gồm tắm trại cho vật nuôi vận động và cho vật nuôi tắm nắng. Bài học chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn hãy học bài, đọc trước bài 45, nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi, phần 1 và 3 La Mã. Đọc trước bài 46, phòng trị bệnh cho vật nuôi.